Thưa quý vị, nhân dịp đầu năm mới 2024 và đón Tết cổ truyền Giáp Thìn, chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gặp mặt 50 đại biểu tiêu biểu của chương trình Việc Tử Tế, chương trình lan tỏa giá trị sống tốt đẹp, nhân ái, yêu thương, sẻ chia, tôn vinh những con người tốt, việc tử tế trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất. Phản ánh chân dung các cá nhân tập thể làm việc tốt từ năm 2013, Việc Tử Tế đã trở thành một thương hiệu truyền hình uy tín của Đài Truyền hình Việt Nam. Trong suốt 9 năm qua, với hơn 2.200 câu chuyện về lòng tốt được lan tỏa, Việc Tử Tế đã thực sự đi vào cuộc sống. Gặp gỡ các tấm gương điển hình, vui mừng và xúc động, Chủ tịch nước chia sẻ đây là cuộc tiếp đoàn đại biểu trong nước đầu tiên của năm 2024. Chủ tịch nước tin tưởng cuộc gặp gỡ là khởi đầu mới, dự báo một năm thật tốt đẹp đến với tất cả mọi người, với cá nhân Chủ tịch nước và cả xã hội. Chủ tịch nước nêu rõ trong giai đoạn hiện nay, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên diễn biến phức tạp. Trong những thông tin không hay về nơi này hay nơi khác, thì chương trình Việc Tử Tế có giá trị truyền cảm hứng, thôi thúc mọi người, dù ở vị trí nào cũng nhìn lại mình và mong muốn làm nhiều việc tử tế hơn cho tập thể, cộng đồng. 50 gương mặt ở đây là 50 câu chuyện truyền cảm hứng, có sức lay động lòng người. Tôi rất cảm phục trước nỗ lực rất phi thường của các anh, các chị, các em, các cháu. Các anh chị đã nói về việc mình làm nhẹ tựa lông hồng, như một lẽ tự nhiên vốn có trong tấm lòng tình cảm của các anh, các chị. Thậm chí các anh, các chị rất ít lời khi nói về những việc mà mình làm cho xã hội, mình làm cho người khác. Nêu rõ đất nước trong giai đoạn phát triển mới, phấn đấu thực hiện mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao, đặt ra nỗ lực lớn ở mỗi cá nhân, mỗi tập thể. Đạt được mục tiêu đất nước phát triển phồn vinh, nhân dân hạnh phúc ấy, đòi hỏi có nhiều hơn nữa những việc làm tử tế. Nếu trong cuộc sống của mình, mỗi người xác định mình sẽ làm một việc tử tế, việc đó có thể là ngắn hạn, có thể mang lại cái kết quả tức thì, nhưng đó cũng có thể là một việc mà người ta có thể kiên trì đeo đuổi nhiều năm mới xong. Và nếu thực sự có một phong trào như vậy, chúng ta sẽ có hàng chục triệu việc tử tế, và chúng ta sẽ có nhiều cộng đồng tử tế, và xã hội của chúng ta thực sự là một xã hội tử tế. Đánh giá cao ban lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam đã có sáng kiến xây dựng chương trình, ghi nhận đội ngũ phóng viên luôn song ruổi trên khắp mọi miền Tổ quốc để tìm kiếm, phát hiện và lan tỏa những tấm gương việc tử tế. Nhân dịp năm mới 2024 và bên thềm Tết cổ truyền của dân tộc Xuân Giáp Thìn, Chủ tịch nước chúc các đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công và sẽ trở thành nhân tố nòng cốt trong phong trào mỗi người làm một việc tử tế. Thưa quý vị, sau 3,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ, trách nhiệm và thống nhất, đồng thuận cao, kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc vào sáng nay 18 tháng 1. Bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ và các cơ quan có liên quan bố trí nguồn lực, chuẩn bị ngay các điều kiện bảo đảm, ban hành và triển khai kế hoạch cụ thể để nhanh chóng đưa luật, nghị quyết vào cuộc sống. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc Quốc hội đã thông qua luật đất đai sửa đổi đã hoàn thành một trong những nhiệm vụ lập pháp quan trọng hàng đầu của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, đáp ứng yêu cầu hoàn thiện đồng bộ chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, để nguồn lực đất đai được quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, bền vững, hiệu quả nhất. Đây là thành quả của quá trình phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị, thận trọng, kỹ lưỡng, khoa học, từ sớm, từ xa, với nỗ lực và quyết tâm rất cao của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, các cơ quan tổ chức hữu quan.
huy động mọi nguồn lực với tinh thần thực sự cầu thị, lắng nghe, phát huy dân chủ, tranh thủ tối đa trí tuệ, đóng góp của các chuyên gia, các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, cử tri và nhân dân cả nước. Là bài học kinh nghiệm quý về đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, quyết liệt hành động để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác lập pháp cũng như các quyết sách khác của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ bố trí nguồn lực, chuẩn bị ngay các điều kiện bảo đảm, ban hành và triển khai kế hoạch cụ thể để nhanh chóng đưa luật vào cuộc sống, khẩn trương xây dựng ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn việc chuyển tiếp đúng quy định, bảo đảm quyền lợi, lợi ích hợp pháp của nhà nước, người dân và doanh nghiệp, giải quyết hiệu quả trên thực tế những tồn tại vướng mắc có liên quan đến quản lý và sử dụng đất, thị trường quyền sử dụng đất và thị trường bất động sản nói chung. Cũng trong phiên bế mạc, Quốc hội xem xét thông qua luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, xem xét quyết định theo trình tự thủ tục rút gọn và nhất trí cao thông qua nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, xem xét quyết định các vấn đề về tài chính ngân sách, cho phép phân bổ sử dụng 64.000 tỷ đồng cho các nhiệm vụ dự án. Như vậy, kỳ họp bất thường lần thứ 5 đã hoàn thành các mục tiêu đề ra và thành công tốt đẹp. Từ thành công của kỳ họp đầu tiên trong năm mới 2024, tôi đề nghị Quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần lập pháp chủ động, giám sát hiệu quả, quyết sách kịp thời, bứt phá phát triển, để cùng Chính phủ, các cơ quan trong hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và giai đoạn 2021-2025, đưa đất nước ta phát triển nhanh và bền vững. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương quán triệt sâu sắc, triển khai đồng bộ, kịp thời, toàn diện các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại nghị quyết 01 và 02 của Chính phủ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới, không để xảy ra tình trạng đầu năm đùng đỉnh, cuối năm vội vàng, theo dõi sát diễn biến, dự báo tình hình trong nước và thế giới, có giải pháp chính sách phù hợp. Thưa quý vị, với tỷ lệ 87,63%, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật đất đai sửa đổi với 16 chương 260 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Dự án luật quan trọng này đã quán triệt đầy đủ và thể chế hóa theo đúng tinh thần nghị quyết 18, phù hợp với hiến pháp, đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật. Theo Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, dự án luật đất đai sửa đổi đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị rất trách nhiệm, kỹ lưỡng, công phu, qua nhiều vòng, nhiều bước, được trình tại 4 kỳ họp Quốc hội, 2 hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, 8 phiên họp chính thức của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và được chỉnh lý, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học, đối tượng chịu sự tác động và trên 12 triệu lượt ý kiến của nhân dân. Luật quy định cụ thể trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội, các trường hợp giao đất không thông qua đấu giá, đấu thầu, giảm đầu mối trung gian trong giao đất cho thuê đất, bảo đảm quỹ đất thực hiện chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tập trung thống nhất, đổi mới quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Các hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ trước ngày 1 tháng 7 năm 2014, không có tranh chấp, không vi phạm pháp luật về đất đai sẽ được cấp sổ đỏ, bảng giá đất được cập nhật hàng năm, bảng giá đất cũ tiếp tục áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Thưa quý vị, việc thông qua luật đất đai sửa đổi tại kỳ họp này cùng với luật nhà ở sửa đổi, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi có hiệu lực đồng thời từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 đã đáp ứng yêu cầu hoàn thiện đồng bộ chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng đất để nguồn lực đất đai được quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, bền vững, hiệu quả cao nhất. Đồng thời cũng góp phần tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Đây chính là kết quả cho những nỗ lực của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan, cũng như trí tuệ của người dân. Trong lần sửa đổi luật đất đai lần này, nhiều nhóm quy định trong luật đã có sự thay đổi lớn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, giải quyết bất cập hiện nay. Cụ thể, luật đã có nhiều quy định nhằm bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người dân sử dụng đất, ví dụ như mở rộng quyền sử dụng đất đối với công dân Việt Nam, kể cả những người đang định cư sinh sống ở nước ngoài, có nhiều chính sách đất đai mới tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số. Về tiếp cận đất đai của người dân doanh nghiệp, luật cũng đã thiết kế mới theo đúng tinh thần hiến pháp như mở rộng cơ chế thỏa thuận khi thực hiện dự án nhà ở thương mại hay mở rộng nguồn lực đất đai cho nhà ở xã hội.
nhiều quy định của luật cũng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, ví dụ như quy định với đất kết hợp với sử dụng đa mục đích hoặc thu hẹp lại trường hợp phải xin phép chuyển đổi đất nông nghiệp, tăng cơ hội tích tụ quy mô lớn hay như quy định doanh nghiệp có thể nhận chuyển nhượng đất trồng lúa. Các quy định này sẽ góp phần giúp phát huy giá trị của đất nông nghiệp hiện có, tăng cơ hội có doanh thu cho người dân. Chúng ta biết cách phát triển nó trong một cái chiến lược dài hạn và huy động được nguồn lực cả vật chất lẫn phi vật chất, thì cái đất nông nghiệp chúng ta còn vô vàn những cái điều kiện để mà phát triển trong tương lai. Liên quan đến đất nông nghiệp thì nó lại là gắn với người dân. Khi chính sách nó mà tốt thì nó tạo điều kiện và nó kích thích cho từng người dân có thể phát triển cái đất nông nghiệp của chính mình. Đối với tài chính đất đai, luật cũng đã tách bạch định giá đất và chính sách miễn giảm về đất và chính sách ổn định tiền thuê đất cho hoạt động đầu vào sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Luật cũng giữ nguyên phương thức thặng dư khi định giá đất vì trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, nền kinh tế đang phát triển, thì việc sử dụng phương pháp thặng dư trên cơ sở ước tính giá trị tương lai là cần thiết vì chưa có sẵn những thông tin dự án tương tự đã hình thành và giao dịch để áp dụng cho các phương pháp định giá khác. Tuy nhiên, với việc bỏ khung giá đất và áp theo giá thị trường sẽ là áp lực cho các doanh nghiệp khi tiến hành giải phóng mặt bằng, cũng như tăng chi phí đầu vào của doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao năng lực quản trị, tối ưu hóa các nguồn lực, nâng cao hiệu quả dự án. Nhiều quy định trong luật cũng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với đất đai như cắt giảm bớt thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, nâng cao chất lượng dữ liệu về đất đai. Thực tế đây là yếu tố quan trọng khi đưa luật vào cuộc sống, bởi thời gian qua nhiều người dân gặp khó khăn khi thực hiện. Địa phương thì giờ là đều có cơ chế là gọi là một cửa. Tuy nhiên trong cái giai đoạn mình làm đấy thì lại có rất nhiều các cái thủ tục nhỏ nó phát sinh ở đấy. Nên thường là nó không đúng theo hạn. Tại sao nhà nước mình không có một cái dịch vụ gọi là dịch vụ gia tăng đi, là người dân chấp nhận đóng cái phí dịch vụ cao hơn để làm sao đảm bảo là có cái người rà soát cho họ ngay từ đầu và các cái thủ tục nó ra đúng hạn. Luật cũng quy định không thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất sẽ bị thu hồi đất, quy định chặt chẽ các điều kiện chuyển nhượng đất để bảo đảm tính minh bạch. Đặc biệt, luật có cơ chế huy động sự tham gia của người dân và các định chế giám sát việc thực thi chính sách đất đai. Có thể nói những quy định mới trong luật đất đai sẽ tạo điều kiện cũng như những thách thức với người dân và doanh nghiệp để đất đai thực sự phát huy nguồn lực của mình, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội của đất nước. Với rất nhiều nỗ lực, kỹ lưỡng và trách nhiệm, luật đất đai được Quốc hội thông qua. Vấn đề quan trọng hiện nay đó là chính phủ hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật. Ước tính có khoảng 65 điều khoản quy định chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành. Do đó, để bảo đảm được tiến độ cũng như tính đồng bộ với hệ thống pháp luật, chính phủ cần sớm có kế hoạch triển khai, ban hành nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành, xác định rõ trách nhiệm, cơ quan nào là đầu mối chủ trì việc soạn thảo nghị định để tránh việc chồng chéo. Thưa quý vị, như vậy, dự luật đất đai sửa đổi đã được Quốc hội thông qua với tỷ lệ 87,63%. Đây là một dự luật hết sức quan trọng được cử tri nhân dân cả nước đặc biệt quan tâm và kỳ vọng. Sau đây là những ghi nhận nhanh ý kiến của cử tri cả nước khi dự luật đất đai sửa đổi được thông qua. Cử tri đánh giá, việc Quốc hội thông qua dự thảo luật đất đai sửa đổi tại kỳ họp bất thường lần này là đúng thời điểm, phù hợp với nguyện vọng, mong mỏi của nhân dân cả nước. Và cái luật đất đai lần này thông qua trong thời điểm này, theo tôi nhận xét đó là đúng trong cái hoàn cảnh, trong cái thời điểm. Đặc biệt là người dân rất mong mỏi ở luật đất đai mới có những thay đổi trong cái bồi thường thu hồi đất, rồi bồi thường giải phóng mặt bằng. Người dân rất vấn đề này. Quốc hội đã làm được một cái việc mà nhân dân mong muốn. Ai cũng kỳ vọng vào việc phát triển. Người dân thì muốn khá lên, xã hội thì muốn vận hành trơn tru, thì tất cả những hoạt động đó nó trong khuôn khổ của pháp luật, thì đây là một cái tín hiệu rất tốt cho đất nước mình. Cử tri cho rằng với sự tâm huyết, trách nhiệm của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, luật đất đai sửa đổi được thông qua khi triển khai đi vào thực tiễn sẽ tạo ra hành lang pháp lý quan trọng giúp người dân tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc. Luật đất đai được các đại biểu rất là tâm huyết và thảo luận rất là kỹ, mà được Quốc hội kỳ này là thông qua, chúng tôi rất là vui mừng và phấn khởi. Luật lần này sẽ sửa đổi lại, bổ sung thêm để làm sao cho nó chặt chẽ, thì cái đó là cái cử tri chúng tôi vô cùng mong muốn. Những cái câu từ chỉnh sửa tôi thấy rất là hợp lý, đưa vào
triển khai thực thi thì doanh nghiệp cũng dễ hiểu, mà cái cán bộ đại diện chính quyền nhà nước phụ trách người ta cũng dễ hiểu. Tiếp nối chương trình, 15 giờ chiều nay giá xăng được điều chỉnh tăng lên gần 22.500 đồng một lít. Ngày thứ ba tiếp tục phiên xét xử vụ án khủng bố ở Đắk Lắk. Thưa quý vị, từ 15 giờ ngày hôm nay 18 tháng 1, giá bán lẻ mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng 377 đồng, xăng RON 95 tăng 547 đồng. Đây là lần thứ hai liên tiếp giá xăng tăng kể từ đầu năm. Liên Bộ Tài chính Công Thương quyết định tăng giá bán lẻ xăng E5 RON 92 lên mức 21.418 đồng một lít, xăng RON 95 có giá mới 22.482 đồng một lít, dầu diesel lên mức 20.194 đồng một lít, dầu hỏa là 20.536 đồng một lít, riêng dầu mazut giảm 307 đồng 1 kg về giá mới là 15.508 đồng 1 kg. Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ chỉ trích lập quỹ bình ổn đối với dầu mazut ở mức 300 đồng 1 kg, không trích lập và không chi quỹ bình ổn đối với tất cả các loại xăng dầu còn lại. Thưa quý vị, năm 2023, tín dụng của thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng hơn 9,7% so với cuối năm 2022, trong đó cho vay bằng Việt Nam đồng có tỷ trọng 96% và tăng 10,85%. Song tín dụng cho vay ngoại tệ chỉ chiếm 4% và giảm 9,88%. Đây là số liệu được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đưa ra tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 diễn ra vào sáng nay. Năm 2023, tín dụng thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng 9,77% so với cuối năm 2022, trong đó có vay bằng Việt Nam đồng có tỷ trọng 96% và tăng 10,85%, song tín dụng cho vay ngoại tệ chỉ chiếm 4% và giảm 9,88%. Tổng huy động vốn của tổ chức tín dụng trên địa bàn tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 tăng 7,68% so với năm trước. Cơ cấu tín dụng tập trung vốn đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ trọng tâm của thành phố. Dù triển vọng kinh tế đã có những dấu hiệu khả quan hơn, song khả năng phục hồi của kinh tế trong nước và kinh tế thành phố Hồ Chí Minh được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước vẫn tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đồng thời đẩy mạnh triển khai chương trình tín dụng ưu đãi, hướng nguồn vốn tín dụng vào các lĩnh vực kinh doanh sản xuất, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng của nền kinh tế theo chủ trương của Chính phủ và thành phố. Thưa quý vị, Biển Đỏ là nơi có tuyến vận tải biển quan trọng nằm giữa kênh đào Suez và eo biển Bab An Mandab, có khoảng 20-25% lượng hàng hóa được vận chuyển đi qua tuyến hàng hải này. Căng thẳng tại khu vực này đã khiến giá cước vận chuyển đường biển từ Việt Nam sang khu vực châu Âu cũng như sang bờ đông của Hoa Kỳ gia tăng đáng kể. Giá cước vận chuyển đường biển từ Việt Nam đến châu Âu cũng như sang bờ đông của Hoa Kỳ đã tăng mạnh. Đơn cử, trước đây một container hàng đi từ Việt Nam sang châu Âu vào khoảng 1.800 đến 2.200 đô la Mỹ, thì hiện nay đã tăng lên đến trên 4.000 đô la Mỹ. Chúng ta cũng biết rằng là cái lượng hàng xuất khẩu của Việt Nam sang khu vực châu Âu cũng như là khu vực bờ đông của Hoa Kỳ và Canada thì là những các cái mặt hàng mà đi qua cái khu vực Biển Đỏ, đi qua kênh Suez. Và do vậy thì những cái hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng, có cái ảnh hưởng đáng kể. Những nhóm hàng Việt Nam đang xuất khẩu lớn sang khu vực EU cũng như sang Hoa Kỳ và khu vực bờ đông như hàng dệt may, da giày, đồ gỗ, thủy sản, một số sản phẩm trái cây và các sản phẩm khác như là hạt nhựa đang chịu ảnh hưởng lớn từ việc các hãng tàu phải chuyển hướng đi vòng qua mũi Hảo Vọng, châu Phi, khiến thời gian vận chuyển tăng thêm 40%. Các tàu vận tải hàng hóa với rất nhiều hãng đã phải dừng các tuyến hoạt động trên Biển Đỏ đi qua kênh Suez mà phải vòng qua mũi Hảo Vọng ở châu Phi. Thì việc này đã làm tăng thêm các chi phí vận tải trung bình là lên từ 1.500 cho đến 2.000 đô cho một container. Chưa kể là các phụ phí liên quan. Một số doanh nghiệp vẫn coi bảo hiểm là khoản chi phí không cần thiết.
Nhưng thực tế, việc mua bảo hiểm hàng hóa luôn luôn là một yếu tố để giúp cho doanh nghiệp có thể phòng chống rủi ro và giảm bớt thiệt hại trong những tình huống như hiện nay. Bộ Công Thương đang phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và các bộ ngành liên quan khác theo dõi chặt chẽ tình hình và qua đó cũng có khuyến cáo các doanh nghiệp của Việt Nam lựa chọn những phương thức thay thế phù hợp. Thưa quý vị, sáng nay, ngày 18 tháng 1, Cục Thể dục Thể thao đã tổ chức cuộc họp liên quan đến vụ việc vận động viên Phạm Như Phương tố cáo huấn luyện viên đội tuyển thể dục dụng cụ nữ quốc gia đề nghị trích phần trăm tiền thưởng, thu quỹ, chấm công sai quy định. Ngay sau cuộc họp, thì Cục đã ra thông cáo báo chí về vấn đề này. Sau quá trình kiểm tra, Tổng cục Thể dục Thể thao kết luận việc không triệu tập vận động viên Phạm Như Phương lên đội tuyển quốc gia năm 2024 là đúng quy trình. Nếu vận động viên Phạm Như Phương tiếp tục tập luyện, đảm bảo về chuyên môn, vẫn có cơ hội triệu tập tham gia đội tuyển quốc gia. Ban huấn luyện đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia không liên quan đến việc chia phần trăm tiền thưởng của vận động viên đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia. Huấn luyện viên Nguyễn Hà Thanh và Nguyễn Thủy Dương có hành vi sai phạm bao che, không báo việc vận động viên Phạm Như Phương lên cấp trên. Thêm vào đó, huấn luyện viên Nguyễn Thủy Dương có hành vi sai phạm do nhận tiền của vận động viên Phạm Như Phương. Trên cơ sở đó, Cục Thể dục Thể thao đề nghị cho thôi tập huấn hai huấn luyện viên Nguyễn Hà Thanh và Nguyễn Thủy Dương. Sau khi xác minh rõ các khoản thu của huấn luyện viên, Cục sẽ báo cáo chi tiết và tiếp tục đề xuất phương án xử lý. Trước vụ việc liên quan đến vận động viên Phạm Như Phương, ngày 17 tháng 1 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Văn Hùng cũng đã có công văn yêu cầu Cục Thể dục Thể thao chấn chỉnh công tác tập huấn các đội tuyển trẻ quốc gia. Thưa quý vị, tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, khủng bố, tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép, che giấu tội phạm xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk. Ngày hôm nay, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã công bố bản luận tội của từng bị cáo trong vụ án. Theo bản luận tội của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các chứng cứ, tài liệu thu thập được cũng như khám nghiệm hiện trường của cơ quan điều tra. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khẳng định bản cáo trạng số 5 ngày 2 tháng 1 năm 2024 của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh truy tố các bị cáo về các tội danh khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, khủng bố, tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, che giấu tội phạm là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk giữ nguyên toàn văn bản cáo trạng về hành vi phạm tội và tội danh đối với các bị cáo như đã công bố. Nói lời sau cùng, tất cả các bị cáo đều tỏ ra ăn năn, hối hận, thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình và đồng bọn, xin lỗi gia đình người bị hại về hành vi phạm tội của mình và mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Dự kiến, vào 13 giờ 30 phút ngày 20 tháng 1, tòa sẽ tuyên án và kết thúc phiên xét xử. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự chiều nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.